quốc sắc thiên hương đấy. Đấy, cành nó non non thế này thôi nhưng mà sau nó nở đây này. Bông đẹp thế chứ. Đây, nhìn như kiểu em tốt hộ chị gái chị quay video. Nhìn như kiểu non mơn mởn rồi nhỉ. Đẹp chưa? Đẹp chậu chưa? Này đẹp hơn chậu kia. Thì nó chậu này nó nở ít, nó mới nở có một cành đây. Đây nó nở đây, cái chậu này này nó cũng thế cả thôi. Chậu này là nó nở bên này xong là nó chạy sang bên này này. Đẹp nhờ. Nhìn nó xinh thế chứ. Này để mà bán lẻ cũng đẹp chứ không cứ gì phải bán xỉ đâu. Đẹp. Nó bứt lên xuống vẫy ấy. À mình chỉ giao cho một điểm bán lẻ thôi chứ. Đây này đẹp chưa? Đấy, cái này đẹp này. Đẹp nhỉ? Cũng còn mấy thùng nữa thôi. Ủa khách nào mà lấy được cái những lô này thì đẹp kinh khủng luôn thật. Ôi dồi ôi, em này mê chưa? Ôi dồi ôi, đẹp chưa này. Cái này á chị đổ xỉ có rẻ mà, chị đổ xỉ có 235.000 thôi. 235. Đây, chậu này thì nhiều lá hơn. 1 2 3 4 5 6. 6. Chậu này là 6, lá dù hơn. Đây, chậu này nhìn đã thấy đẹp rồi này. 6 này. Ôi dồi ôi, đẹp chưa? 1 2 3 4 5 6. Cái này cũng 6 như kiểu nó nở ra là nó to ấy, 7 này. Đẹp nhờ. Đẹp không? Thích không? Đẹp như em nhung nhỉ? Em nhung mà chả đẹp. Em nhung làm cây thôi chứ em nhung mà không làm cây thì chắc cũng xinh hơn tí vì làm cây nó vất vả hơn. Làm cây đỡ xinh đi nhiều. Làm cây dạ dày xương gió vất vả lắm. Mà ít tiền. Em nhờ.